Otero với những tanker hệ chiến. Thì kỹ năng này là hỗ trợ cực kỳ tốt. Với kỹ năng khi sử dụng súng điện hoặc túi cứu thương, người chơi được hồi máu sẽ hồi thêm cả năng lượng EP. Năng lượng EP sẽ hồi phục bằng 65% lượng máu HP hồi phục ở cấp độ cao nhất. Nên dù bạn có phải là những tanker mở đường cho đồng đội hay có những trường hợp tank bo, thì Otero vẫn phát huy tối đa tác dụng để hỗ trợ cho bạn đấy. 4. Mr. Wago. Khi chạy đến những vòng bo cuối thì hàm lượng bom keo của anh em sẽ còn rất ít và việc kiếm ra chúng cũng rất khó. Nên với kỹ năng khi người chơi có ít hơn 2 trái bom keo, Mr. Wago có thể tạo ra một quả bom keo sau mỗi 100 giây ở cấp độ cao nhất, sẽ giúp cho anh em có một lượng bom keo đủ đầy để sẵn sàng giao tranh với team địch. Nếu team 4 với 2 đồng đội cũng mang Mr. Wago thì anh em không cần phải lo lắng gì hết vì việc thiếu hụt bom keo đâu nhá. 5. Mật vụ thỏ bông. Và cuối cùng là mật vụ thỏ bông. Với những anh em nào là chuyên gia núp lùm đợi chờ thời cơ ở những vòng bo cuối cùng mới tham chiến, đây là một kỹ năng bá đạo hỗ trợ cho anh em đấy. Kỹ năng này giúp cho người chơi nhận 50 EP khi vùng an toàn thu hẹp ở cấp độ cao nhất. Vậy nên các anh em ẩn nấp đợi bo thu được càng nhiều vòng để nhận được thêm nhiều EP free. Đến vòng bo cuối cùng phun cây máu và cây EP thì kẻ địch chỉ biết khóc hết khi đụng độ với anh em mà thôi. Bạn chưa có tai nghe? Sở hữu tai nghe không dây cực đỉnh tại đây. Tai nghe của game thủ chuyên nghiệp, thiết kế gaming, chất âm vô đối, nghe bước chân rõ như tiếng mẹ mắng, siêu ưu đãi, siêu phải chăng, không cần lo lắng, sở hữu ngay. Hùng Cam, bình luận viên Free Fire số 1 Việt Nam.